Chào mừng anh em trở lại cái kênh của mình ha. Thì hôm nay mình không lên sóng trực tiếp thì mình sẽ thu xếp thời gian để mình chia sẻ với các bạn một cái vấn đề ngắn khoảng 10 phút 15 phút thôi. Thì khi các bạn theo dõi clip này xong á thì các bạn có gì thắc mắc thì buổi livestream sau mình sẽ trả lời thắc mắc các bạn ha. Thì hôm trước mình up một cái clip á, là mình đã ủ men tiêu hóa vi sinh sống, thì có rất chi là nhiều bạn hỏi mình đó là tại sao không sử dụng men tiêu hóa, mà cái men tiêu hóa và men vi sinh sống là nó khác nhau ở điểm nào mà chúng ta cần phải sử dụng cái men vi sinh sống ha. Thì các bạn biết á, cái men tiêu hóa trên thị trường mà các bạn hiện tại đang xài á, là nó đa số là enzyme thôi chứ nó không có cái nhóm vi sinh. Thì các bạn biết cái enzyme mà để tiêu hủy thức ăn proteasa, cellulosa là những cái enzyme đó, thì phải có nghĩa là cái lúc trước á, là muốn có cái enzyme tiêu hóa đó thì chúng ta phải có con vi sinh. Thì trong điều kiện phòng thí nghiệm người ta nuôi cái con vi sinh đó lên sinh khối, thì trong quá trình phát triển thì con vi sinh nó sẽ tạo một cái enzyme, thì người ta lấy cái enzyme đó chúng ta trộn vào trong sẽ làm ra cái sản phẩm men tiêu hóa cho mình ha. Thì từ đó mình thì các bạn ví dụ chúng muốn tiêu hóa protein thì sử dụng proteasa, cũng muốn tiêu hóa lipid thì sử dụng lipasa ha. Thì muốn tiêu hóa cái loại nào thì xài đó. Thì ví dụ người ta muốn tiêu hóa thức ăn á, thì chúng ta phải sử dụng cái con vi sinh của đó, thì nó sẽ nuôi sinh khối lên trong cái sản phẩm của quá trình sinh trưởng của vi sinh, nó sẽ là enzyme nha. Mà khi cái enzyme đó người ta lấy, người ta sẽ trộn vào trong, người ta điều chế thành cái loại men men tiêu hóa cho mình xài, gọi là men á, thì các bạn trộn vào thức ăn thì nó ăn. Còn ở đây rồi tại sao cái men tiêu hóa là mình cần sử dụng là vi sinh sống, nghĩa là các bạn biết không, bị gì á, các bạn biết á, khi mình nói tại sao sử dụng trong vi sinh trong môi trường nước và môi trường men tiêu hóa. Ngoài môi trường nước các bạn á, trong nếu thật sự do chúng ta và các bạn nuôi cá và nuôi ếch, chúng ta ít xài vi sinh, mà bên tôm họ xài vi sinh rất là nhiều. Bởi vì các bạn biết á, để nuôi bền vững cái hướng đi á, là chắc chắn là quy trình vi sinh, nhưng mà thật sự bên cá mình nó cũng chưa có mang hiệu quả cao. Bởi vì các bạn biết á, nó cũng đã sử dụng quy trình vi sinh, thứ nhất á, là tiết kiệm được cái chi phí sát trùng nè, ổn định môi trường nè, và thứ hai là ít dịch bệnh. Nhưng mà quy trình nhà các bạn cứ nghĩ đi, trong một cái cao đó là nó có 1 triệu chỗ con vi khuẩn, mà chúng ta không có bổ sung vi sinh vật có lợi đó, thì chúng ta cái mật độ vi sinh vật nó có hại nó quá nhiều, giống như nó tới 700 800 hoặc là 1 triệu vi sinh vật gây bệnh, thì nó sẽ gây ra bệnh cho con động vật thủy sản mình nuôi ha. Nhưng mà khi mà cái con vi sinh của mình á, chúng ta định kỳ chúng ta tạt con vi sinh có lợi vào ha. Thứ nhất, con vi sinh có lợi thứ nhất là ổn định môi trường, phân hủy bùn bã hữu cơ. Thứ hai là nó sẽ tạo mật số vi sinh vật có lợi trong 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 cái ao cá mình. Thì các bạn biết nó sử dụng cái quy chế áp chế, nghĩa là trong cái đề chúng ta có năm, trong chúng ta đang có 1.000 con vi sinh vật có hại, chúng ta sát trùng, chúng ta diệt hết vi sinh lại môi trường, chúng ta trơ không còn vi sinh gì hết. Các bạn tạt vi sinh có lợi xuống, nghĩa là tạt những loại vi sinh vật có lợi như nhóm bacillus á, đặc biệt đa số là chúng ta nhóm xử lý môi trường là chỉ sử dụng nhóm bacillus thôi ha. Thì chúng ta tạt cái nhóm bacillus xuống thì nó sẽ, thứ nhất nó sẽ phân hủy mùn bã hữu cơ. Cái nhóm đó là nó sử dụng mùn bã hữu cơ, nó phân hủy thức ăn dư thừa, mùn bã hữu cơ, cặn bã, phân cá, phân ếch ha. Thứ hai là tạo độc, thứ hai là khi có vi sinh nó sẽ tạo cân bằng môi trường. Thứ ba, các bạn biết, giả dụ các bạn biết trong đề mình là nó có 1 triệu chỗ để cho 1 triệu con vi khuẩn nở, mà con vi sinh vật mình nó ở mật số là mật độ 700 800, thì nhưng mà cái chỉ có 300 chỗ để cho con có hại thôi. Nhưng cái giống như cái độ quân của có lợi nó nhiều quá thì nó sẽ khống chế cái độ quân có hại, thì con si vi sinh vật có hại nó sẽ không có điều kiện phát triển, nó không gây bệnh. Các bạn biết á, trong con động vật thủy sản lúc nào nó cũng phải có mầm bệnh hết, nhưng mà khi cái mật số gây bệnh, cái mật vi khuẩn nó lên đủ cao thì nó mới gây bệnh nha. Bình thường nó có vi khuẩn thì nó vẫn không gây, có vi khuẩn mà mật số không cao thì nó sẽ không gây bệnh ha. Đó, và cái men tiêu hóa cũng vậy, nó có cơ chế giống vậy. Các bạn á, biết trong quá trình mình nuôi á, là con ếch và con cá mình á, thức ăn trội xuống là cái, ví dụ khi mà các bạn sử dụng cái con vi sinh có lợi thì nó tạt cho môi trường nước vi sinh có lợi, thì con cá, con tôm, con ếch ăn vào á, thì cái mật số vi sinh có lợi nó cũng thấm vào thức ăn,
là nó không có vi sinh vật có hại. Nhưng các bạn khi mà các bạn không sử dụng vi sinh vật á, là những vi sinh vật có hại á, nó nằm trong môi trường nước nhiều, chúng ta chậu thức ăn nó sẽ ăn vào cơ bào tử. Thì thứ nhất nè, các bạn biết trong quá trình tiêu hóa là nó xảy ra cái quá trình trao đổi chất lên nhiều, thì nó sẽ ra những sản phẩm phụ. Nó thì nếu mà chúng ta không sử dụng vi sinh á, thì vi sinh vật có hại vô này sẽ hình thành ở vi khuẩn, là làm cho con ếch mình nó hoại tử đường ruột, chướng hơi, phình bụng ha. Còn khi mà chúng ta bổ sung cái mon men vi sinh vật có lợi, thứ nhất thì nè, thứ nhất giống như trong cái bào tử vậy đó, thì chúng ta bổ sung cái mật số vi sinh cao có lợi lên, thứ nhất là nó sẽ áp chế, nó không cho cái con vi khuẩn gây bệnh đường ruột nó phát triển mạnh. Thứ hai, khi lượng thức ăn nó sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa của thức ăn mình. Giống như các bạn biết không, cái khả năng tiêu hóa của con ếch một ngày nó được 5 viên thức ăn đi, nhưng mà khi có cái men vi sinh của mình vào á, thì nó sẽ tiêu hóa lên 7 viên, 8 viên, hoặc là nó thể tiêu hóa nhiều hơn thức ăn, thì nó sẽ thúc đẩy quá trình con ếch nó mau ăn. Thứ hai, mau lột da. Bởi các bạn để ý, khi mà trong quá trình mình xài thêm cái hàng men tiêu hóa vào á, thì con ếch ăn rất chi là nhiều lột da. Mà men á, chúng ta cần phải, các bạn cần phải lựa chọn cái loại men mà nó có cái hàng men tiêu hóa sống, nghĩa là vi sinh vật sống vậy đó. Các bạn hỏi mình tại sao, nhưng mà các bạn khi mà các bạn sử dụng cái men vi sinh sống, tuyệt đối là chúng ta không kết hợp với kháng sinh các bạn. Các bạn biết không, bởi vì con động vật thủy sản, con cá, con ếch đó, nó sống trong môi trường thích nghi, là nó đã thích nghi với môi trường nước mình rồi. Trừ phi trong môi trường chúng ta có vi khuẩn nó xâm nhập vào hệ tiêu hóa của con cá, con ếch cũng như con tôm, thì chính vì vậy nó sẽ hình thành ổ vi khuẩn. Các bạn, hay trường hợp mà các bạn con cá, con ếch nè, các bạn mổ ra đi, cái trường hợp mà cái bao tử nó nước không hoặc hơi không, nó phì to lên á, là các bạn có biết nó đã bị nhiễm cái vi khuẩn từ môi trường bên ngoài. Khi mà chúng ta chậu thức ăn xuống, nguyên tắc thức ăn viên nổi, nó phải rút, nó rút nước vào. Khi mà nó rút nước vào thì vô tình nó sẽ mang cái những con vi sinh vật có lợi, những mầm bệnh vào trong cái bao tử của con cá, con ếch. Khi mà nó mang vào cái bao tử thì nó sẽ đâm ra cái hiện tượng là nó phì hơi, nó hình thành ổ vi khuẩn, nó sẽ gây bệnh cho ếch. Con ếch, con cá, động vật thủy sản nói chung, các bạn chỉ cần ngừa đường ruột trước ha. Thứ hai á, ví dụ các mình nói thứ hai mình nói tiếp vấn đề sử dụng men vi sinh sống, các bạn cũng hỏi mình á, là ví dụ cái men tiêu hóa đi, giống như khi mà các bạn cần tiêu hóa 1 ký thức ăn, thì chúng ta cần một lượng enzyme nhất định để tiêu hóa 1 ký thức ăn. Thì hết 1 ký thức ăn đó thì men tiêu hóa nó sẽ không còn trong cái đường ruột của con cá, con ếch mình. Nhưng mà khi mà các bạn bổ sung cái con vi sinh vật vào đó, thì các bạn biết cái giống như mình từ đầu nó có enzyme, là từ cái vi sinh nó sản phẩm của vi sinh, con vi sinh nó phải tạo ra men, tạo enzyme đúng không? Thì khi mà chúng ta sử dụng bổ sung trong đường ruột nó có con vi sinh đó, thì khi mà chúng ta ăn vào thì trong quá trình mà con vi sinh trong đường ruột nó hoạt động sẽ tạo ra men, tạo ra enzyme. Thì khi men và enzyme đó, khi mà thức ăn chúng ta vào và liền, là chúng ta có men và enzyme nó tiêu hóa liền đó. Thứ hai á, là khi mà chúng ta sử dụng cái hàm lượng vi sinh mật độ cao á, thì các bạn trong bao tử mình cũng giống như môi trường nước thôi, cái diện tích đó đủ để 1 triệu vi khuẩn nó sống. Nhưng mà trong đó chúng ta có 800, 900, 1 triệu vi khuẩn có lợi, thì những con vi khuẩn có hại nó không có, mà có chăng nó có, nó cũng không đủ khả năng để nó gây bệnh cho con động vật thủy sản. Thứ hai, mình nói thêm một cái vấn đề, tại sao mà nhiều bạn phẩm nói là bây giờ tại sao mà khi trong quá trình điều trị của mình á, mình sát trùng môi trường nước xong đúng không, mình sát trùng môi trường nước xong rồi bắt đầu mình lại bơm nước vào, thì đâm ra cái thuốc sát trùng của mình là nó mất. Nói chung nó chỉ mất một phần thôi các bạn biết không, bởi vì các bạn biết nè, trong môi trường nước chắc chắn nó có hàng triệu, hàng ngàn con vi khuẩn, nhưng mà nó không phải là con vi khuẩn gây bệnh. Giống như con vi khuẩn Euromonas, Pseudomonas là nó gây bệnh xuất huyết, gây gan thận mủ trên con ếch và con cá tra. Thì nó chỉ tồn tại trong môi trường của con cá, con ếch. Khi mà trong quá trình chúng ta nuôi con cá ếch trong môi trường mật số dày, thì con cá và con ếch nó ỉa ra môi trường bên ngoài, nhớt và anh tiết ra, thì cái hàm lượng mật độ vi khuẩn nó cao, nó nhiều lên. Thì từ ngày này qua tháng nọ, ngày này qua tháng nọ, chúng ta không sát trùng, chúng ta không thay nước, thì mật số đủ cao thì nó sẽ gây bệnh cho con cá mình. Nhưng mà khi các bạn sát trùng sạch, nghĩa là chúng ta giảm cái mật số, tiêu diệt cái mật số Euromonas, nghĩa là giảm cái mầm bệnh, giảm cái vi khuẩn, thì chúng ta bơm môi trường nước bên ngoài vô thì bình thường. Vì bản thân môi trường bơm nước bên ngoài là nó không có tiếp xúc với động vật thủy sản trong đề mình, thì nó chắc chắn nó sẽ có vi khuẩn, nhưng mà nó không mang mầm bệnh tại đề mình. Vì cái mầm bệnh của mình á, các bạn biết cái một cái đề bình thường, tại sao một hai vụ đầu chúng ta nuôi rất chi là ít bệnh, mà tại một hai ba vụ sau là nó càng nhiều càng bệnh, là do cái lượng mầm bệnh nó tích tụ trong đìa, trong mùng bão cơ, trong trong đìa mình mật số càng ngày càng nhiều, thì
nó sẽ gây bệnh. Thì giống như mình nói với bạn, các bạn khi mà các bạn sát trùng là những con vi sinh vật có lợi và có hại trong môi trường nó đã chết hết, mà khi chúng ta cấp nước vào bên ngoài thì nó có vi khuẩn. Nhưng các bạn biết mỗi con vi khuẩn nó chỉ gây bệnh trên một số động vật thủy sản nhất định thôi. Có nhiều người hỏi mình cái bệnh, có nhiều khi nói là mình nói cái này thôi mà các bạn, nói là cái con vi khuẩn gây dịch tả châu Phi, nhiều người trong lúc khu vực miền Tây mình nè, heo chết người ta có nhiều người dục dưới sông nhiều nè, rồi các nhiều người nói là không dám cấp vào đìa, là nói chung cái đó là với điều kiện là nó cưa không có cơ sở khoa học các bạn. Nói chung các bạn sử dụng cái nước đó để sử dụng cưới chuồng heo nè cho heo uống là nó sai. Bị gì? Cái con dịch tả châu Phi này nó chỉ gây bệnh trên, nó con virus này chỉ gây bệnh trên con heo thôi đúng không, nhưng mà nó không gây bệnh trên con ếch. Thậm chí các bạn biết trên động vật thủy sản nè, cái bệnh mà gây bệnh trên cá nó cũng không có gây bệnh trên tôm, và ngược lại. Giống như khi mà bên tôm á các bạn, cái bệnh đốm trắng và bệnh đau ra thì cùng sử dụng trên một con tôm càng xanh đúng không. Như các bạn biết bệnh đốm trắng bên con tôm á, là người ta có công trình yếu, người ta sử dụng cái vi khuẩn đốm trắng bên tôm xú và tôm thẻ, người ta cho cái con, đem cái con tôm bệnh cho con tôm càng xanh mình ăn, cho con tôm càng xanh mình, con tôm càng xanh mình nó ăn luôn ha. Thì nhưng mà tại sao con tôm càng xanh mình nó vẫn không nhiễm bệnh? Nói chung khi mà xét nghiệm ra thì trên con tôm càng xanh nó vẫn có vi khuẩn nhưng không gây bệnh các bạn. Các bạn biết không, con vi khuẩn á, nó có điều kiện thứ nhất là có thằng chịu nhiệt nè, con vi khuẩn vi sinh á, có thằng chịu nhiệt nè, có thằng chịu lạnh nè, có thằng cần oxy nhiều nè, cần oxy tầm trung nè, cần oxy cao nè, và nhẹ độ mặn nữa là quần hẹp muối và rộng muối. Thì trên con cá cũng vậy, có con cá nó giống như cá tra cá lóc nó vẫn chịu được 5-6 phần ngàn bình thường. Nó nghĩa là mỗi con vi sinh và mỗi mầm bệnh nó chỉ gây những bệnh đặc thù trên một số loại thôi, giống như Euromonas và Bacillomonas và con ếch quật á, là những con đó nó chỉ gây bệnh xuất huyết gan thằng mũi trên cá tra và những con động vật thủy sản khác thôi, còn nó đâu gây bệnh cho động vật trên cạn đâu ha. Do đó để mình nói cho các bạn thì nó dính líu đến cái quá trình vi sinh ha. Thì mình để mình nói cho các bạn biết cái tầm quan trọng và cái cách mình sử dụng tiêu hóa tại cái những gì á, các bạn biết không, những gì mình đã từng học, đã từng tiếp xúc và đã từng làm thực tế mỗi ngày, mình luôn luôn nghiên cứu tìm hiểu ứng dụng những cái mới. Giống như tại sao nếu nhiều người hỏi là nếu mà mình nghiên cứu cái sản phẩm men vi sinh sống nó tiết kiệm chi phí như thế á ha, cái tiết kiệm như thế thì mình đâu có bán được men tiêu hóa, men vi sinh sống đâu đúng không. Có nhiều người hỏi tại sao, nhưng mà cái đó là không quan trọng các bạn. Các bạn biết sao? Thứ nhất, khi mà các bạn mà sử dụng theo quy trình đó, thứ nhất nâng cao cái hiệu quả lên nuôi chăn nuôi nè, các bạn nuôi có lợi nhuận, có kinh tế thì các bạn có thể mở rộng quy mô lên. Thì các bạn cái khi mà bình thường các bạn sử dụng men tiêu hóa, ví dụ trong một vụ bạn xài khoảng 2 triệu 3 triệu thôi đúng không, nhưng mà khi các bạn xài theo quy trình mình dẫn 2 3 triệu đó, nhưng mà các bạn nuôi thành công thì các bạn nhân rộng cái mô hình lên thì các bạn sử dụng vài chục triệu, vài trăm triệu tiền thuốc. Cái vấn đề nó nhỏ lắm, nhưng mà mình ở đây mà mình bán thuốc là mình vẫn có trách nhiệm với người nuôi. Có nhiều người hỏi tại sao mà con ếch nó vừa hết bệnh mà lên lấy thiếu thuốc thêm ăn 2 cử 3 cử nữa mà mình không đưa. Nói chung mình bán thuốc mình vẫn lấy tiền, mình tư vấn thuốc mình vẫn lấy tiền, nhưng mà tại sao mình không bán? Là ý mình nói các bạn biết sao, không phải mình không bán là mình vì người đó không có tiền, nhưng mà mình thấy cái bệnh nó đã triệt để rồi. Cái tâm lý người nuôi các bạn biết sao, giống như cái bệnh triệt để chúng đã không cần ăn. Khi mà các bạn ăn cái thêm thuốc vào á thì thứ nhất tiêu tốn tiền kháng sinh mình, thứ hai nó sau này nó sẽ tồn lưu trong ếch mình, chúng ta cần phải chi phí để bài thải kháng sinh ra môi trường bên ngoài nữa đó. Bởi vì khi mà các bạn đã tin tưởng theo cửa hàng mình á, là mình sẽ lo cho các bạn đến khi các bạn xuất ếch, mà bây giờ á, mình đã đưa thuốc mạnh các bạn hoặc mình đưa nhiều quá thì sau này con ếch của các bạn gì lớn mình cũng rất là chi là khó trị ha. Nhưng không phải là mình với hai nhiều người nhiều bà nhiều người á, cứ đem mỗi lần đem cá đem ếch lên mình xét nghiệm, mà cứ khi mà mình kêu có những người lên mình ngồi làm xét nghiệm cá 5-10 phút 15 phút cho người đó mà về mình kêu hoàn toàn không sử dụng thuốc, họ cũng bất ngờ. Nhưng mà các bạn biết không, nếu giả dụ một người nào khác á, thì họ sẽ cho tạt sát trùng iốt hoặc những xử lý môi trường nào đó. Nhưng mà đối với bên, nếu mà các bạn làm tại khu vực này thì các bạn biết sẽ biết cái cách làm cho mình, để mình nói cho các bạn biết là có những trường hợp các bạn mà mình kêu không sử dụng thuốc là không phải là mình nghĩ các bạn không có tiền ha, hay là các bạn trường hợp các bạn điện ví dụ trường hợp em chết chị có cần thay số không, không cần ha, nghĩa là anh tùy vào trường hợp ha. Rồi mình sẽ quay lại chốt cái vấn đề vi sinh. Cái vi sinh hiện tại mình đang ủ nó đã hai bên, nó một luôn lên men, cũng bắt đầu lên men, quên chưa lên men. Thì ngày mai anh sẽ tiến hành quay anh tổng hợp cho các bạn xem từ từ, rồi từ đó anh sẽ đưa ra cái công thức chuẩn ha. Thì
Hôm nay anh sẽ up video như thế này, thì sau này á chúng ta sẽ làm hình thức như này các bạn. Ví dụ bữa sau anh muốn livestream, anh muốn nói chủ đề về vi sinh đi, giống giống như hôm sau thì anh sẽ livestream, sẽ nói về vấn đề vi sinh thế này á, thì anh sẽ thực hiện một cái clip như thế này, hoặc là thực hiện những clip quay á, thì anh sẽ nói các vấn đề sử dụng vi sinh và cái vấn đề nào khi mà anh nói mình nói trên đây á, mà các bạn không hiểu không rõ, thì các bạn vào buổi livestream tiếp theo thì các bạn có gì sẽ hỏi mình, sẽ tư vấn trên buổi livestream đó kèm song song với clip này ha. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình bên đây ha, kênh của mình bằng cách bấm like và share cái đoạn 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 video của mình nha. Một lần nữa.